Ngày 14 tháng 8, đoàn công tác tỉnh ủy do Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tiến độ thực hiện các công trình trùng tu khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Sau khi thắp hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đoàn đã khảo sát tiến độ thi công các hạng mục công trình được trùng tu, sửa chữa, nâng cấp như nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà quản lý, nhà biểu diễn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân lễ, các mặt công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2018. Tính đến nay, các hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo phục vụ tốt lễ kỷ niệm. Kết thúc buổi khảo sát, Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh An Giang. Đề nghị các sở ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, xã Mỹ Hòa Hưng theo dõi đôn đốc các đơn vị có liên quan sớm hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ. Trong đó, chú ý công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, vân vân, nhằm đảm bảo các hoạt động tại lễ kỷ niệm diễn ra long trọng, trang nghiêm, nhưng vẫn đảm bảo tinh thần tiết kiệm, an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để lại ấn tượng đẹp cho người dân và du khách đến tham quan du lịch trong những ngày này.